Rồi, ông được ơn gì ông được ơn gì nói ngay cho mọi người nghe. Thưa cha, toàn thể cộng đoàn, hôm nay con rất vui. Vâng, để con nói vào cuối năm 2016 thì bạn của con đang là bị suy thận độ 2 và bị tạo dịch phổi. Con đã chữa tất cả các bệnh viện từ Đông y đến Tây y cũng không khỏi. Cho đến 2017 và cuối đầu tháng 12 thì nhà con lại bị bệnh nó tái phát, nên là suy thận độ 3 mãn tính, thứ hai nữa là áp huyết cao gây tim mạch, thứ ba nữa là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và máu đục như sữa. Đấy là ba thứ bệnh rất nặng. Còn cái bệnh thần kinh thì để con nói sau. Thì như thế là đúng là chiều trưa hôm thứ năm của tháng 12, con không nhớ rõ ngày, là hôm ấy con đi tới giao điểm tin mừng này, lúc 11 giờ 30 phút con lên máy bay, đến 4 giờ con tới đây. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bạn của con ở nhà, tuy đồng ốm không đi được, hôm nay cũng có đi đây, nhưng mà lập tức ngay Chúa ban cho trong cái đêm hôm thứ năm, sáng thứ sáu đến 8 giờ sáng thứ sáu là bạn của con đã đến nhà thờ để dâng thánh lễ cùng với mọi người. Đó là đấy là một ơn đặc biệt Chúa đã ban cho gia đình của con. Rất amen, xin dâng cái phần lễ tạ ơn Chúa nha. Amen. Cảm ơn. Amen. 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 Là con xin nói tiếp là đến ngày hôm mùng 30 tháng 12 là lại tái phát, nó bị thoái hóa đi đệm, nó đau từ trên đau xuống chân, cả hai chân không đi được. 10 giờ con điện vào cho cha, cha đã công nhận và cha điện lại cho con là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn lòng thương xót thế cầu nguyện cho con lúc 3 giờ và dâng thánh lễ cầu cho con lúc 5 giờ. Như vậy là bệnh của bà vẫn còn được Chúa chữa ngay trong cái đêm hôm ấy và đến ngày hôm sau đến bây giờ không đau đớn gì nữa. Hôm nay rất là béo, rất là khỏe người, hôm nay vào để tạ ơn Chúa với con đây, nhưng vì hoàn cảnh gọi quá. Vâng, con xin phép đây. Em ơi, lên đây để cùng cha. Em ơi, lên đây, em lên đây với cha để tạ ơn. Lên đây với anh chứ, để với cha. Vâng, còn lên đây với anh để tạ ơn Chúa. Và con cũng xin nói tiếp luôn về con. Thưa con, cha và cộng đoàn, con đây là bị bệnh tiền đình, bị áp huyết cao, bị thoái hóa xương cổ và bị bệnh hút. Thế mà trong một giây phút cha đặt tay, cha đã chữa lành và Chúa đã ban cho con không còn bệnh nữa. Bây giờ con rất là được khỏe mạnh và con cùng đến với nhà con đây là hai người. Thế là bây giờ con xin giới thiệu ạ. Vâng, đây là chính người yêu của con đây ạ. Này chị bao nhiêu tuổi? Con năm nay 76 ạ. 76, còn anh bao nhiêu? Tôi hỏi anh nói anh bao nhiêu? Thế ra con cũng là 76 tuổi ạ. Con ở giáo xứ Trung Thành, giáo phận Thái Bình và con ở miền Bắc ạ. Xin cha cầu nguyện cho hai người chúng con được mạnh khỏe, được ở sống lại lâu với nhau. Xin cho con xin cảm ơn cha ạ. Rồi bao nhiêu năm sống với nhau rồi, hai anh chị gần bao? Sống với nhau bao nhiêu năm rồi? Thưa cha, con sống với nhau từ năm 1960. 60 tới giờ là bao nhiêu năm? Con chẳng nhớ đó, trong con chẳng nhớ đó, nhưng mà con kết bạn với nhau 58 năm, đã kỷ niệm 50 năm ngày cưới rồi. Cãi nhau mấy lần? Thưa cha, có cãi nhau đó, có cãi nhau nhiều lần, nhưng mà đến chỗ lại tha thứ cho nhau này. Con yêu nhau không? Con ạ. Có muốn bỏ nhau không? Không ạ. Bà có muốn ở với ông đến chết hay không? Dạ con có ạ. Thưa anh chị em, hiếm lắm đúng không? Gần 80 tuổi đầu với gần 60 năm ngày cưới,
mà bây giờ họ vẫn cứ muốn ở với nhau, vẫn cứ muốn sống với nhau cho đến hết cuộc đời. Anh đưa em đi đến cuối cuộc đời. Sướng không? Thưa anh chị em thấy hạnh phúc không? Thấy hạnh phúc không thưa anh chị em? Rất hạnh phúc của những người mà đã dám thương nhau rồi chắc chở vẫn thương. Nếu không có lòng thương xót Chúa, làm sao mà gắn bó được với nhau? Mà đã dính vào với lòng thương xót Chúa rồi thì hãy chín bỏ làm mười. Đừng có giận hờn nhau nữa, đừng có chấp nhất nhau nữa, đừng có tự ái nữa. Cái mà nặng nhất của mỗi người, vợ chồng mà không sống được với nhau là mình cái tự ái, cái tôi của mình, đúng không? Vâng. Cái tôi của mình càng to bao nhiêu thì tình nó càng bé bấy nhiêu. Cái tôi của mình càng bé bao nhiêu thì tình nó càng to bấy nhiêu. Anh chị em muốn chọn cái tôi hay cái tình? Cái tình hay cái tôi? Đó, vậy thì chỉ có dính với lòng thương xót Chúa và để lòng thương xót Chúa biến đổi cái tình yêu của mình từ cái tình yêu của con người chỉ dựa vào lề luật, chỉ dựa vào câu văn, chỉ dựa vào cái chữ, chỉ dựa vào lời nói. Hãy bỏ hết tất cả những cái đó đi. Lời nói, câu văn, cái chữ, nghi thức, bỏ hết đi và đến với nhau từ trái tim đến với trái tim. Chín bỏ làm người để cho con cái nó nhìn thấy vậy, nó còn kính trọng bố mẹ chứ, để làm gương cho con cái, cho con cháu của mình chứ. Còn nếu mà chúng ta cứ cố chấp, ông cứ cố chấp, bà cứ cố chấp, hai người cố chấp thì anh đi đường, em đi đường. Ấy bà này cứ bán ông ấy. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đây mời hai ông bà được cái món quà này để bà ông với bà gắn bó lại với nhau 60 năm ngày cưới, 80 năm cuộc đời. Và đây là bà với ông cầm chung với nhau. Rồi đây là món quà của lòng thương xót Chúa bà ông tặng cho bà ngày mai 8 tháng 3. Nói Trâm cầm lấy tấm ảnh và cầm lấy máy này, hàng ngày về sẽ nghe lời Chúa để thực hành trong được cuộc sống của ta hàng ngày. Vâng, người tăng bà thì xin lời cảm ơn cha. 8 tháng 3 phải cảm ơn cha. Tôi là đàn ông phải đặt bà đâu mà 8 tháng 3 cảm ơn cha. Ông tính làm thơ 8 tháng 3 cảm ơn cha xong 8 tháng. Vâng. Bây giờ tặng em tặng em tất cả những thứ này để làm cơ vật đứa. Vâng, 8 tháng 3 tặng em để làm kỷ vật. Mọi ngày tôi chúng ta hàng vợ chồng cho cùng nghe hàng ngày để theo lời Chúa cho nên dạy. Cười tươi quá, Chúa cười. Mặt cứ đỏ lên mắt cỡ như thời mới yêu nhau ạ. Dắt tay nhau đi xuống cuối cuộc đời. Ông Đăng đây là một năm không được ăn, chỉ ăn 2 thìa cơm. Một năm không được ngủ, nếu đêm nào ngủ nhiều nhất là được 1 tiếng đồng hồ. Còn chỉ có đau đớn là nằm không. Chứ hiện nay thì béo tốt như thế này là rõ ơn Chúa ban. Béo tốt như ơn Chúa ban chứ phải do ông khéo nuôi. Rồi mời anh lên đây. Anh cứ đứng thập thò mãi mới lên đây.